Tiếng chuông cuối cùng vang lên, báo hiệu kết thúc ngày đầu tiên của một lớp học mới tại trường cấp 2. Một cô gái bước khỏi lớp học, ba lô khoác hờ trên vai, cơ thể gồng lên dưới sức nặng lạ thường của nó. Đó là một ngày dài và mệt mỏi. Gia đình cô bé từ thành phố lớn vừa chuyển đến thị trấn Oklahoma nhỏ bé này. Và tất nhiên, cô bé đã cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh. Không bao giờ là dễ dàng để trở thành một đứa trẻ trong thị trấn. Ngay bây giờ, tất cả những gì cô ấy muốn là trở về nhà và thư giãn. Cô bé không muốn nghĩ về trường học và những lo lắng liên quan đến nó trong quãng thời gian còn lại. Khi bước xuống cầu thang, cô nhận thấy chiếc xe buýt của trường đang đậu ở lề đường. Cảm ơn trời đất, cô ấy nghĩ mình không thể chờ đợi để ra khỏi đây. Ngày này nên kết thúc sớm, nhưng vì lý do nào đó, điều gì đó về chiếc xe buýt này khiến cô ấy lo lắng. Nó có vẻ không ổn. Không có điều gì sai trái một cách rõ ràng về xe buýt, nhưng khi cô bé nhìn gần hơn, cô bé nhận ra rằng nó trông hơi kỳ lạ. Các bộ phận khác nhau của xe buýt không ăn nhập với nhau. Một số bộ phận còn mới, rõ ràng là vừa mới ra khỏi nhà máy, trong khi những bộ phận khác bị móp và chóc sơn lâu ngày. Một số bộ phận thậm chí dường như từ các loại và mô hình xe buýt khác nhau. Mình đoán nó cũng không có gì là lạ, cô nghĩ, vì trường cũ của cô ấy cũng có ngân sách hạn hẹp. Đôi khi, bạn có thể nhìn thấy con đường có những lỗ thủng trên sàn. Trường mới của cô bé có lẽ cũng có những vấn đề tương tự. Đó chẳng phải là những vấn đề trên khắp đất nước sao? Nhà trường có lẽ chỉ có thể mua một chiếc xe buýt cũ nát, được ghép từ những bộ phận ngẫu nhiên để đưa rước hàng ngày. Bên cạnh đó, cô bé nhìn thấy các bạn cùng lớp của mình đổ dồn lên chiếc xe buýt kỳ lạ mà không mảy may suy nghĩ gì. Không một đứa trẻ nào nghĩ rằng có điều gì kỳ lạ đang xảy ra. Tất cả điều này chắc chỉ có mình suy diễn. Cô nghĩ, có lẽ mình thấy kỳ lạ vì mình quá mệt. Mà thôi, mình không thể trở thành một cô gái mới đến và kỳ quặc được. Cô bé giật mình khi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. Chào! Cô bé quay lại và nhìn thấy một cậu bé. Cô nhận ra đó là cậu bé ngồi sau cô trong lớp. Họ chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng cậu bé có vẻ thân thiện. Cậu là cô bé mới nhập học đúng không? Cậu ta nói. Đúng vậy, gia đình mình vừa mới chuyển đến thị trấn. Cô bé cố gắng nói chuyện với cậu bé, nhưng cô ấy vẫn bị tiếp tục phân tâm bởi chiếc xe buýt kỳ lạ. À đúng rồi, cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt, như thể cậu ta có thể cảm nhận được sự nghi hoặc của cô bé với nó. Cậu đang lo lắng về chiếc xe buýt phải không? Mình đã khá lo lắng khi đi lần đầu tiên, nhưng bây giờ không còn lo lắng về điều đó nữa. Cậu sẽ quen nó dần thôi, cậu bé nói với cô. Đúng, cô ấy nói. Cô gái cảm thấy má mình đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bé không muốn bạn cùng lớp nghĩ rằng cô bé sợ đi xe buýt. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nói với những đứa trẻ khác rằng cô sợ khi đi xe buýt? Tất cả họ sẽ nghĩ rằng cô bé là một đứa trẻ ngớ ngẩn. Mình không sợ xe buýt, nó chỉ là một chiếc xe buýt đúng không? Cậu bé cười tuê tuét như thể cậu biết điều gì đó mà cô không biết. Cô bé không muốn thừa nhận nỗi sợ hãi của mình, và vì vậy, với bước đi thách thức, cô leo lên cầu thang và đi vào trong xe. Khi cô đã lên xe buýt, cảm giác khó chịu của cô bé không biến mất. Điều đầu tiên mà cô ấy nhận thấy là không có ai ở ghế lái. Lạ nhỉ, người lái xe chắc đã đi vệ sinh hay gì đó. Có vẻ như khá vô trách nhiệm khi để xe buýt mà không có người trông coi. Có một hàng dài đang xếp phía sau nên cô bé không có thời gian để nghĩ về điều đó. Cô bé ngồi xuống và nhìn chằm chằm ra cửa sổ, giữ không gian cho riêng mình. Cậu bé trong lớp của cô ấy đi theo và ngồi ngay bên cạnh cô. Thoạt đầu hơi kỳ lạ, nhưng tin mình đi, cậu sẽ nhanh quen thôi. Trên thực tế, một số người nghĩ rằng điều đó rất vui. Cô gái chớp mắt bối rối. Kẻ lập dị này là ai mà lại luyên thuyên như vậy khi đi xe buýt? Cô bé gần như muốn cú vào đầu cậu ta để nói với cậu ta rằng tất nhiên cô không sợ khi đi xe buýt. Cô ấy đã đi xe buýt hàng trăm lần ở trường cũ. Tuy nhiên, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Và dù cố gắng thật ngầu, cô bé rõ ràng không thể che giấu cảm xúc của mình. Cậu bé này có thể dễ dàng cảm nhận được rằng cô ấy không thoải mái. Bất ngờ, chiếc xe buýt tròng trành và lao ra khỏi lề đường. Nhưng chờ đã, làm sao có thể? Cô bé không thấy người tài xế quay trở lại xe. Xe buýt không thể tự lái được phải không? Cô bé đứng lên tại chỗ và hếch cổ lên để xem. Đôi mắt cô ấy lồi ra khỏi đầu vì sợ hãi và ngạc nhiên khi nhận ra rằng trên thực tế chẳng có ai lái xe buýt cả. Ghế tài xế trống trơn và bánh xe tự quay khi xe buýt lao xuống đường. Ai đang lái xe buýt vậy? Cô bé hét lên. Nhưng những đứa trẻ khác hầu như không phản ứng với sự bộc phát của cô ấy. Hầu hết họ đang tán gẫu với nhau. Chỉ một hoặc hai người quay lại nhìn cô bé thoáng qua trước khi nhún vai và quay lại cuộc trò chuyện riêng của họ. Một tiếng cười khúc khích phía sau cảnh báo cho cô bé biết rằng
Phản ứng như vậy chỉ khiến cô xấu hổ với bản thân. Có chuyện gì vậy? Cậu sợ ư? Một cậu bé lớn tuổi hơn ở phía sau xe buýt ngáp một cái thật to. Tất nhiên, không ai lái xe cả. Bạn không biết gì sao? Để cô ấy yên, cậu bé ở ghế bên cạnh nói. Đây là lần đầu tiên của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đi xe buýt trước đây. Cô bé quá hoảng sợ để đính chính với cậu ta rằng cô ấy đã từng đi xe buýt, nhưng không phải là một chiếc xe buýt như thế này. Chuyện gì vậy? Tất cả chúng ta sẽ chết. Cô bé khóc, ôm chặt lấy ghế ngồi trước mặt vì kinh hãi. Tuy nhiên, mặc dù sợ hãi, cô bé vẫn nhận ra rằng chiếc xe buýt không chỉ đơn giản là lao nhanh mà còn tuân thủ mọi luật lệ giao thông. Dừng ở đèn đỏ và có tín hiệu báo trước khi rẽ. Dường như bản thân chiếc xe buýt vẫn hoạt động và biết được nó đang làm gì. Chỉ là vậy thôi. Cậu bé ngồi bên cạnh cô, nói với giọng thực tế như thể cậu ta đã đoán trước được câu hỏi của cô. Rõ ràng đây là một ngày bình thường đối với những đứa trẻ ở thị trấn Oklahoma này. Cô bé không nghĩ mình có thể làm quen với một chiếc xe buýt tự lái. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo sẽ chứng tỏ còn lạ lùng hơn nữa. Có lẽ cậu sẽ muốn nhắm mắt cho những gì sắp xảy ra, cậu bé nói. Cô bé hỏi cậu ta rằng nói như vậy nghĩa là gì. Nhưng trước khi cậu ta có thể trả lời, cô cảm nhận một làn sóng buồn nôn kỳ lạ bao trùm lấy cô. Tầm nhìn của cô bé trở nên mơ hồ và cả thế giới dường như dao động trong tầm nhìn của cô ấy. Nhưng cảm giác đó trôi qua nhanh chóng và mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, phải không nhỉ? Cô quay lại nhìn ra cửa sổ. Thành phố đi qua rất quen thuộc. Cô có thể nhận ra nhiều tòa nhà giống như những tòa nhà mà cô ấy đã thấy trên đường đến trường sáng nay. Nhưng bây giờ chúng dường như đã thay đổi một cách kỳ lạ. Các công trình đang ở trong trạng thái hư hỏng, với cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ. Các rãnh nước chứa đầy rác và mảnh vụn. Đường phố dường như bị bỏ hoang. Xe buýt rẽ trái xuống một con phố phụ và cô bé nhìn thoáng qua tòa thị chính của thị trấn ở phía xa. Cô ấy thở hổn hển. Tòa thị chính đang bốc cháy. Những ngọn lửa nóng đỏ rực tuôn ra từ những ô cửa sổ vỡ vụn. Tiếng còi vang vọng trong không khí. Bầu trời phía trên là một màu đỏ đáng sợ, chứa đầy những đám mây bão giận dữ với những tia sét lởm chởm nhảy múa giữa các đầu sấm sét. Và cô có thể nhìn thấy hình phễu của một cơn lốc xoáy đang ở xa đang lao xuống những ngọn đồi. Xe buýt nhanh chóng đến một điểm dừng trước thư viện, tuân theo một cách nghiêm túc đèn giao thông nhấp nháy. Cửa sổ của thư viện tối om, nhưng cô bé có thể mơ hồ nhìn thấy những hình thù đang chuyển động bên trong. Tia lửa điện bắn ra từ những chiếc đèn đường bị hỏng và dây cáp điện bị rơi, văng ra như những con rắn nổi giận trên đường phố. Có vẻ như một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nào đó đã áp đến thành phố. Nhưng nó có thể là gì? Chắc chắn cô bé đã nghe thấy cảnh báo nào đó khi còn ở trường. Họ sẽ không tiếp tục như bình thường trong lớp học khi thế giới bên ngoài đang bốc cháy chứ. Cô quay sang cậu bé bên cạnh, một câu hỏi đầy sợ hãi trên đôi môi run rẩy. Cậu ta dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh một cách kỳ lạ trong khi mọi thứ bên ngoài xe buýt đang đổ nát và bốc cháy như vậy? Điều gì đã xảy ra với thành phố? Có phải đã có một trận động đất? Không, chúng ta sẽ cảm nhận thấy nó. Liệu có bão không? Mọi kịch bản thảm họa có thể xảy ra trong đầu cô khi cô cố gắng nghĩ cách giải thích một cách tuyệt vọng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo tiết lộ cho cô bé biết rằng không có lời giải thích tự nhiên nào cho những cảnh tượng kỳ lạ gây hại cho đôi mắt của cô bé. Khi cô quan sát qua cửa sổ, một đội lính vũ trang diễu hành trên con phố về phía thư viện tối om. Đột nhiên, cánh cửa bật mở và một người đổ ra ngoài. La hét như thể họ đang bị truy đuổi bởi một số ác quỷ không thể kể xiết. Cô bé mong rằng những người lính sẽ ở đây để cứu trợ thiên tai. Nhưng cô đã rất kinh hoàng khi thay vì giúp đỡ những người bảo vệ thư viện trốn thoát, họ lại nổ súng vào đám đông. Cô bé hét lên vì sợ hãi, nhưng những đứa trẻ khác hầu như không nhận ra. Họ bận nói, cười. Một đứa trẻ không quan tâm đến cảnh tượng bên ngoài đến mức chơi game cầm tay hơn là xem cuộc tàn sát đang diễn ra. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Cả thế giới phát điên rồi sao? Cô bé tràn ngập nỗi kinh hoàng khi tự hỏi, có phải cả thị trấn đang bị bao vây? Ngôi nhà của cô liệu có an toàn không? Cha mẹ cô có an toàn không? Xe buýt này còn đưa cô bé đi đến đâu vậy? Mình đã nói với cậu rằng cậu có thể muốn che mắt lại, cậu bé bên cạnh cô nói. Chiếc xe buýt tiếp tục cuộc hành trình của nó, đi qua đủ loại cảnh tượng đáng sợ. Một bãi đậu xe đã được biến thành một ngôi mộ tập thể. Cô bé chứng kiến cảnh sát mặc sắc phục xếp những công dân hiền lành thành hàng đứng dựa vào một bức tường gạch để hành quyết họ một cách dã man bằng cách xử bắn. Bạo loạn hàng loạt đang diễn ra trong công viên của trung tâm thị trấn. Mọi người đang la hét, đánh và chửi rủa nhau. Cộng thêm việc các lực lượng của vũ trang của nhà nước tham gia vào khiến tình hình leo thang. Không khí đặc quánh bởi tiếng la hét, tiếng súng và mùi xác chết. Trung tâm mua sắm tràn ngập những con nhện khổng lồ. Chúng đuổi theo những người mua sắm la hét từ các lối ra. Cô nhìn thấy những con chuột to như những chiếc ô tô chạy ao ra khỏi các con hẻm.
chụp ngẫu nhiên những người bằng bàn chân có móng và cán đứt đầu họ bằng những chiếc răng cửa dài sắc nhọn của chúng. Trên những ngọn đồi xa xôi, cô bé cũng có thể phác thảo những sinh vật thậm chí xa lạ mà cô ấy không thể xác định được. Khủng long, người ngoài hành tinh, ác quỷ. Cô bé không phải là một gia đình tôn giáo đặc biệt. Những cảnh tượng mà cô bé nhìn thấy hôm nay chắc chắn khiến cô nghĩ rằng có thể cô đang vào chính khung cảnh của địa ngục. Cô bé chưa bao giờ thấy điều gì khủng khiếp như vậy trong cuộc đời của mình. Trước sự ngạc nhiên của cô bé, một số đứa trẻ khác cổ vũ khi chiếc xe buýt chạy ngang qua một đám xác sống biết đi. Chúng đã bị chém làm đôi và phân hủy một nửa, nhưng bằng cách nào đó vẫn còn di động, nằm lê lết trên vỉa hè và rên rỉ. Làm thế nào mà những đứa trẻ khác lại có thể thích điều này? Yeah, yeah, yeah. Những đứa trẻ hô vang. Thầy ma, đó là quy luật. Có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến chúng ăn một số bộ não một lần. Cậu bé lớn tuổi ở phía sau xe buýt reo lên với niềm vui sướng bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô bé lặp lại câu hỏi. Đó chỉ là chuyện xe buýt bình thường, cậu bé bên cạnh cô nói. Đừng lo, mình cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu tiên bắt đầu học tại trường này. Nhưng nó thực sự không phải quá tệ. Ý mình là nó khá tuyệt phải không? Cô bé mở miệng để trả lời, nhưng cô ấy đột ngột vượt qua với cảm giác buồn nôn quen thuộc đó. Thế giới rung động trước mặt cô và đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường. Bầu trời trong xanh và những tòa nhà không còn đổ nát. Mọi người nhộn nhịp trên phố với công việc kinh doanh thường ngày của họ. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự kinh hoàng mà cô vừa chứng kiến. Không có hỏa hoạn, không có binh lính, không có quái vật và không có thầy ma. Cậu bé bên cạnh cô nói rằng chắc hẳn họ đã đến điểm dừng của ai đó. Xung quanh xe buýt, cô ấy nghe thấy một vài đứa trẻ khác rên rỉ thất vọng. Chúng đã hy vọng rằng chúng sẽ được xem một cuộc tàn sát thây ma thú vị nào đó. Nhưng có vẻ như màn trình diễn đó sẽ phải đợi một thời gian khác. Chiếc xe buýt từ từ dừng lại và cô bé căng thẳng khi nghe thấy tiếng rít của phanh xe. Cánh cửa mở ra và cô bé nhận ra rằng chiếc xe buýt đã dừng lại trước nhà cô. Cô bé yên tâm khi thấy ngôi nhà của mình vẫn an toàn và cô có thể thấy mẹ mình đang làm vườn ở sân trước một cách an toàn và khỏe mạnh. Nó có phải là một giấc mơ? Đã đến điểm dừng của tôi, cô bé nói, đứng dậy nhưng vẫn bàng hoàng. Lần đầu tiên luôn có chút kỳ lạ, cậu bé nói khi cô rời đi. Đừng lo lắng, ngày mai sẽ dễ dàng hơn. Cô bé bước lên lề đường và tránh xa xe buýt. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và chiếc xe buýt lao đi tiếp tục cuộc hành trình. Con có thích ngày đầu tiên đi học không? Mẹ của cô bé hỏi. Cô bé chỉ có thể nhìn chằm chằm vì kinh ngạc khi chiếc xe buýt chạy đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải là một chiếc xe buýt tự lái vừa đưa cô bé đi tham quan địa ngục trước khi cô đến ngay ngưỡng cửa nhà mình không? Hay thực sự chỉ là do cô tưởng tượng ra toàn bộ trải nghiệm đó? Như bạn đã biết, những cựu chiến binh tinh nhuệ của tổ chức có lẽ đã tập hợp thông tin lại với nhau. Cô bé mới đến trường này không hình dung ra bất cứ thứ gì cô ấy vừa nhìn thấy. Cô bé đó vừa có cuộc gặp gỡ đầu tiên với SCP-3583. Theo thông tin chính xác, SCP-3583 giống như một chiếc xe buýt chở học sinh bình thường. Mặc dù được cấu tạo bởi các bộ phận hoàn toàn ngẫu nhiên, tất cả được giữ lại với nhau bởi một lực chưa xác định nào đó. Xe buýt tự lái và trên thực tế chống lại bất kỳ nỗ lực nào của con người để ngồi vào ghế tài xế. Tại một số thời điểm, SCP-3583 gắn bó với một trường học cụ thể ở thị trấn Oklahoma không được tiết lộ vì những lý do một tổ chức SCP vẫn chưa hiểu. Mỗi ngày, vào lúc 3:45 chiều, nó xuất hiện bên ngoài trường học. Ngay khi ngày học sắp kết thúc, xe buýt có thể chứa tối đa 56 trẻ em và 8 người lớn. Nếu nó nhận thấy rằng không có đủ trẻ em lên xe, SCP-3583 sẽ bắt đầu bấm còi. Còi có tác dụng thôi miên đặc biệt với tất cả trẻ em trong phạm vi thính giác. Họ bị buộc phải bỏ bất cứ điều gì họ đang làm và lên xe buýt, có nghĩa là xe buýt có một số đặc tính nhận thức bẩm sinh. Nếu xe buýt vẫn cảm thấy rằng nó chưa đạt đến định mức, nó sẽ tăng âm lượng của còi cho đến khi thu hút đủ trẻ em để có thể bắt đầu lộ trình. Tùy thuộc vào số lượng người lớn đã lên xe, SCP-3583 có hai kiểu hành vi riêng biệt. Nếu có 4 người lớn trở xuống trên xe, SCP-3583 sẽ đi theo kiểu hành vi 1. Theo mô hình này, SCP-3583 sẽ phi vật chất hóa và bước vào một thực tế song song được gọi là SCP-3583A. SCP-3583A bề ngoài giống với vị trí địa lý bình thường của cùng một thị trấn Oklahoma với một số thay đổi nhỏ nhưng rất quan trọng. Cảnh quan thành phố điển hình được thay thế bằng một địa ngục với đầy kiến trúc đổ nát, quái vật tàn sát, thây ma run rẩy, hỏa hoạn và thảm họa thiên nhiên, cùng các trường hợp bạo lực quân sự và bất ổn dân sự. SCP-3583 sẽ đi xuyên qua không gian địa ngục đáng sợ này, dọc theo các tuyến xe buýt bình thường, ngoan ngoãn tuân theo mọi luật lệ giao thông và tạm dừng để vào lại thực tại của chúng ta, chỉ để đưa những đứa trẻ về nhà riêng của chúng. Điều thú vị là SCP-3583 chỉ cung cấp dịch vụ tận nơi và bỏ qua tất cả các điểm dừng xe buýt được niêm yết thông thường. Nếu có 5 người lớn trở lên trên xe,
SCP-3583 sẽ đi theo mô hình hành vi 2. Theo mô hình này, SCP-3583 sẽ di chuyển đến các địa điểm xảy ra sự kiện thương vong hàng loạt, dường như sẽ đến trong vài ngày hoặc vài tuần trước khi vụ việc xảy ra. Nó sẽ đi vòng quanh khu vực trong khoảng 45 đến 100 phút. Sau đó, nó sẽ nhập mô hình 1, đưa từng hành khách trẻ em đến nhà của họ trước khi đưa hành khách trưởng thành trở về nhà. Các địa điểm thương vong hàng loạt được biết đến bao gồm Pompeii, Nanking và Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Hành khách bên trong SCP-3583 có thể chụp ảnh hoặc quay video qua cửa sổ xe buýt, và tất cả các cảnh quay từ bên trong SCP-3583 đều khớp chính xác với các cảnh quay được lưu trữ tại địa điểm thương vong hàng loạt vào thời điểm được cho là SCP-3583 đã đến thăm. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về việc các nhân chứng tại bất kỳ địa điểm nào nhìn thấy SCP-3583 trong bất kỳ đoạn phim lưu trữ ở bất kỳ địa điểm nào. May mắn thay, SCP-3583 đã được chứng minh là có ích cho khu trường học đang gặp khó khăn này. Hiệu trưởng nhà trường lưu ý rằng SCP-3583 có hồ sơ an toàn tốt hơn bất kỳ người lái xe nào. Ngoài ra, nó không bao giờ nghỉ ốm và không bao giờ trễ khi đón hoặc trả khách. Mọi học sinh đã đi trên chuyến xe của SCP-3583 đã đến nơi an toàn, và mặc dù hơi run, nhưng điểm đến vẫn là nhà của họ. Và trên hết, SCP-3583 đang tiết kiệm cho trường rất nhiều tiền, cả tiền lương cho tài xế và tiền bảo dưỡng phương tiện, một số tiền mà trường đã sử dụng để thuê một giáo viên dạy nhạc mới. Sự đồng thuận chung của cộng đồng địa phương là chừng nào SCP-3583 còn muốn làm xe đưa đón học sinh và tiếp tục hoàn thành tốt công việc thì họ sẽ không từ chối điều đó. Mặc dù nó vẫn có thể khiến một số người nhạy cảm khi đi trên SCP-3583, nhưng họ có thể nhắm mắt và bịt tai cho đến khi họ về nhà an toàn. Tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến SCP-3583 khi các sinh viên bắt đầu đăng các cảnh quay trên điện thoại di động của họ lên mạng. Mặc dù tổ chức đã thành công trong việc kiểm tra thông tin về SCP-3583 trên Internet, nhưng việc tìm hiểu xem phải làm gì với cái gọi là xe buýt từ địa ngục lại kém thành công hơn. Các đồng phục của tổ chức cho đến nay vẫn không thể giải thích động cơ hoặc hoạt động của SCP-3583. Những nỗ lực thông thường để ngăn chặn SCP-3583, chẳng hạn như chặn xe buýt hoặc kéo nó đến bãi phế liệu, đều vô ích. SCP-3583 sẽ ngay lập tức phi vật chất hóa, tan rã thành các bộ phận xe buýt khác nhau khi không có dị thường liên kết chúng lại. Tuy nhiên, SCP-3583 sẽ luôn trở lại vào ngày học tiếp theo, sẵn sàng bắt đầu ca làm việc buổi chiều. Các đặc vụ đã cân nhắc việc đóng cửa trường học bị ảnh hưởng, nhưng e ngại rằng điều đó cũng chẳng có chuyển biến gì, vì SCP-3583 đơn giản là chuyển đến một trường học khác. Tổ chức SCP hiện đang theo dõi tình hình và có một số đặc vụ được cài trong trường học, đóng vai trò là nhân viên bình thường. Do khó khăn trong việc quản thúc này, SCP-3583 đã được xếp loại vào lớp đối tượng Keter. Xét số lượng các dị thường SCP liên quan đến việc gây tổn thương khủng khiếp lên cơ thể nạn nhân, thực sự thì cũng coi như đổi gió khi đối phó với một dị thường có vẻ nhân từ này. Tất nhiên, ngoại trừ một chút rối loạn căng thẳng, và trong khi xe buýt địa ngục có thể là thứ mà hầu hết mọi người trong tổ chức đều dùng để đề cập đến dị thường này, tôi sẽ trung thành với tên của mình trước xe buýt trường học bi kịch. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-2086, xe buýt ăn thịt đổi tuyến, một phương tiện giao thông công cộng khác với một bí mật đáng sợ. Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.